thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Tấm lòng của mỗi người con khi hướng về đất tổ, hướng về các bậc tiền nhân có công dựng nước. Đã lâu rồi thì Hà Nội mới đón Tết cổ truyền trong giá rét. Và ngày hôm nay và dự báo ngày mai là hai ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Thủ đô Hà Nội, ngày 30 Tết vẫn luôn có một không khí rất riêng, đậm chất Hà Thành. Không khí ngày cuối cùng của năm Tân Sửu có gì đặc biệt? Phóng viên Hoài Lương sẽ phản ánh tới quý vị ngay sau đây. Xin kính chào quý vị khán giả, hiện tôi đang có mặt tại chợ Hoa.